với giai đoạn thu hoạch cà phê, hồ tiêu, các cái mặt hàng nông sản khác thì công ty chúng tôi là rất cần một cái lượng điện để sản xuất. Cho nên là chúng tôi đã chọn lựa điện năng lượng mặt trời. Nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao và còn giảm được cái giá thành sản xuất, các cái khung giờ và bảo vệ được môi trường, còn chống được nóng kho bãi. Đặc biệt tôi vô cùng an tâm khi đã lựa chọn công ty Minh Trung và Đạt Solar vì họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, cung cấp sản phẩm có chất lượng và cam kết đồng hành trong hệ thống suốt 30 năm, cho nên tôi rất yên tâm. Gia Lai là một trong những địa phương có tiềm năng lắp điện năng lượng mặt trời, bởi vì ở đây có một lượng bức xạ rất là cao và hiện nay để đầu tư điện mặt trời chi phí cũng rất thấp, dễ dàng mà mau chóng thu hồi vốn. Những doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Gia Lai có những cái máy nhàn rỗi cho nên là có thể đầu tư. Công ty chúng tôi thấy đây là một thị trường rất là tiềm năng, điện năng lượng mặt trời này, và đây cũng là một cách để chúng ta bảo vệ môi trường. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp solar. Công ty chúng tôi lại chọn Đạt Solar bởi vì Đạt Solar là một công ty có rất là nhiều kinh nghiệm lâu năm ở trong cái lĩnh vực điện năng lượng mặt trời này và có một cái chế độ bảo hành rất tốt. Chúng tôi hy vọng trong tương lai thì công ty Minh Trung Gia Lai và Đạt Solar là sẽ cùng nhau phát triển vững mạnh điện năng lượng mặt trời này ở Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.